Trong cái video hôm nay thì xin giới thiệu tới các bác và tới các bạn là cái cách chữa cái bệnh viêm túi thừa manh tràng hoặc viêm túi thừa đại tràng nhé. Như các bác đã biết, cái bệnh viêm túi thừa thì thông thường thì nhắc đến ấy, đối với những các bác nào đã bị cái bệnh viêm túi thừa thì các bác biết là trong cái đại tràng của mình ấy, tự nhiên nó lại mọc ra một cái túi nhé, cái túi hoặc ruột ấy, nó phình ra đấy, nó giống như một cái túi. Và ở đó thì cái đoạn ruột đấy nó có cái đặc điểm, nó là nó phình ra thì cái phân ấy, hay nó sẽ bị chứa đựng vào đấy nhé, chứa đựng vào đấy. Thì nếu như bình thường ấy, nó không viêm ấy thì nó không sao cả các bác ạ. Thế nhưng mà nếu mà nó viêm ấy nhá, thì nó sẽ gây ra các cái triệu chứng. Một là đau bụng nhá, đau thì nó sẽ gây đau ở cái vùng mà bị viêm túi thừa các bác nhé. Hai nữa là có thể là bị sốt nhá, hoặc là bị buồn nôn, rồi bị táo bón và bị đầy hơi. Thì các bác ta thấy rằng có một số cái nguyên nhân cái biểu hiện như vậy, tức là có biểu hiện thứ nhất là đau ở cái vùng mà cái túi thừa của các bác bị viêm này, rồi cái thứ hai nữa là buồn nôn nhá, rồi hoặc là nôn mửa, rồi táo bón, sốt và cái đầy hơi trướng bụng. Thì đấy là những cái biểu hiện của cái viêm túi thừa. Tuy nhiên để kết luận được rằng chính xác là viêm túi thừa hay không ấy, thì các bác phải dùng qua hai phương pháp. Một là các bác có thể dùng nội soi để xác định ra là viêm túi thừa. Thì nội soi đại tràng ấy thì sẽ xác định cho các bác là chính xác là có viêm túi thừa hay không. Siêu âm cũng vậy, cũng phát hiện giúp các bác là có túi thừa hay không. Ngoài ra thì còn có những cái phương pháp khác nữa mà viện thì người ta sẽ áp dụng, nhưng mà chủ yếu thì dùng hai phương pháp này là có thể phát hiện ra được. Còn cái viêm túi thừa, bình thường cái túi thừa của các bác ấy, thì nếu mà không bị viêm ấy, thì sẽ không sao cả. Thế nhưng mà nếu mà bị viêm ấy nhé, thì nó sẽ gây các bác là các cái triệu chứng như trên: đau bụng, sốt, buồn nôn hoặc nôn mửa, rồi táo bón, đầy hơi xuống bụng. Đấy. Thì thường có hai vị trí mà gây ra viêm túi thừa. Một là nó ở cái hồi tràng, tức là cái đoạn đầu tiên nhá, cái đoạn manh tràng, tức là cái đoạn đầu tiên của cái ruột già thì cũng sẽ có túi thừa. Và thứ hai nữa là cái đoạn đại tràng xuống ở bên tay trái của bác nhé, thì sẽ có hai cái vị trí đó. Thì hai cái vị trí này mà nếu mà bị viêm ấy thì thông thường ấy, lúc đầu thì các bác sẽ dùng cái phương pháp là đa phần là dùng phương pháp truyền kháng sinh nhé. Nhưng mà truyền kháng sinh ấy thì về thì có những bác ấy thì ổn định không sao, nhưng có những bác thì có một số thời gian ấy thì nó sẽ bị tái lại và lại đau. Còn có những bác ấy thì dùng phương pháp là phẫu thuật nhé. Ngoài ra thì một số người còn bị những cái bệnh mà nó tạo ra những cái túi thừa có thể là nguy hiểm hơn nữa, đó là túi thừa nó thông qua cả cái bàng quang, thì nó có thể xảy ra cái trường hợp là phân nó đi ra cả cái phòng đi tiểu của mình nhé. Thì đông y ấy thì có một cái cách chữa cái viêm túi thừa này từ rất là lâu rồi. Thì trên tay tôi đang cầm đây chính là cái thảo dược dùng để chữa được cái viêm túi thừa manh tràng, viêm túi thừa đại tràng nhé. Thì khi mà bị viêm túi thừa, khi mà bị viêm nhé, coi nhé, tức là mình bị đau viêm rồi, thì các bác dùng cái thảo dược này liên tục từ 2 3 tháng trở lên nhé, thường dùng từ 3 tháng trở lên. Đấy. Khi dùng ấy, thì các bác lấy chẳng hạn như lấy khoảng 2 gói như thế này về mà các bác dùng thấy nó có chuyển biến đỡ đi nhé, nên là cái thảo dược có tác dụng. Tuy nhiên rằng các bác cũng phải kiêng khem. Thứ nhất là các bác cũng phải giảm ăn các cái đồ ăn có nguồn gốc động vật. Rồi các bác phải giảm bia rượu, giảm chất kích thích đi thì nó mới có cái hiệu quả tốt được nhé. Nữa là các bác dùng cái thảo dược. Thì cái thảo dược này ấy, các bác là cái dạng thảo dược nghiền bột rồi. Các bác mua về ấy, thì các bác cho vào cái hộp như này này nhé. Sau đó thì ngày các bác uống 2 lần. Đấy. Mỗi lần các bác uống khoảng 2 cái thìa đong đầy như thế này nhé, thìa sữa chua đong đầy như thế này, mỗi ngày các bác uống 2 lần. Các bác uống như vậy vậy trong vòng từ 3 đến 5 ngày đầu thì nó sẽ giúp các bác là thải cái độc trong cái đường ruột ra khá là mạnh. Tuy nhiên rằng sau 3 đến 5 ngày ấy, thì tùy theo cơ địa, có những bác thì cơ địa khỏe thì có khi phải uống tăng lên là 3 thìa, có những bác cơ địa yếu thì hơn thì có khi giảm đi, hoặc có những bác thấy thoải mái rồi thì các bác giữ nguyên. Làm sao mà một ngày ấy, các bác đi ngoài khoảng độ 2 đến 3 lần nhé, để nó thải cái chất độc ra.
cái thảo dược này ấy, khi mà nó vào đến đại tràng ấy, thì nó sẽ theo như cùng cái phân của các bác ấy, nó cũng nằm ở cái phần, nằm ở cái phần túi thừa ấy. Chính vì vậy thì nó có cái tác dụng là chữa được cái viêm túi thừa nhé. Ngoài ra thì nó còn giúp các bác là thải cái độc trong cái đường ruột ra, vì vậy thì nó có tác dụng là tiêu viêm nữa, thì vì vậy thì dần dần nó sẽ chữa được cho các bác cái chứng viêm. Không những mà nó chữa được chứng viêm mà cái thảo dược này nó còn chữa cho các bác nếu như các bác có polyp, nó cũng sẽ chữa được các bác polyp. Rồi thảo dược này nó nếu mà các bác mà bị trĩ nha, dùng cái thảo dược này cũng đã có dụng. Các bác mà đi cầu ra máu nha, dùng thảo dược này cũng được. Có nghĩa là thảo dược này nó rất tốt trong cái đường ruột của các bác, kể cả là các bác bị u đại tràng dùng cũng rất tốt nha. Thì xin giới thiệu tới các bác là cái thảo dược chữa cái túi thừa manh tràng, túi thừa đại tràng này. Các bác mà có nhu cầu thì các bác liên hệ qua Thảo Mộc HT và số là 0932 314345, số điện thoại đang hiện trên màn hình ấy. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé.